Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay lại có video mới rồi anh em ạ. Công việc mới nữa. Đấy, hôm nay mưa phùn rồi, đi rất là trơn nhá mọi người. Có xe anh Hùng nhá. Muốn lắm kìa. Thôi xong thôi nó kèn à, chạm cao su rồi hả? Khoảng cái bên nhà